Trước khi vào video, thì nếu các bạn đã xem bài viết của mình trên phần tab cộng đồng, thì các bạn cũng phần nào hiểu ra vấn đề. Và nếu bạn nào chưa xem, thì để mình giải thích luôn ở đây. Rằng mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đăng những video về The Backroom lên các nền tảng khác ngoài YouTube, chỉ YouTube thôi. Những nền tảng như Facebook hoặc TikTok thì mình không động. Và dạo gần đây, mình thấy một số kênh, channel trên TikTok đã giả mạo mình và re-up những video của mình mà không ghi nguồn. Nếu các bạn đã thấy những kênh như thế này trên các nền tảng khác ngoài YouTube thì đó không phải mình. Đây có lẽ hoàn toàn là một sự xúc phạm đến công sức khi làm video của mình. Nên mình xin đính chính lại, mình sẽ chỉ đăng video và content về The Backroom lên YouTube thôi, chỉ YouTube thôi. Nên ở bất kỳ nền tảng nào khác mà xuất hiện một kênh đã đăng video của mình lên và nói đó là mình thì đó là giả. Còn nếu mình muốn lấn sang nền tảng khác thì mình sẽ thông báo cho mọi người. Được rồi, giờ thì chúng ta cùng trở lại với video. Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 19, The Disease. Thực thể số 19, môi trường sống, level 0, level 1, level 4, level 5 và nhiều level khác. Thực thể số 19 hay The Disease được phát hiện bởi một nhà thám hiểm vô danh là một loại virus trong The Backroom. Virus này thường được phát hiện ở những nơi ẩm và ướt, bao gồm những nơi có giấy dán tường mục nát, rêu, những vũng nước đọng lại và xác chết đang bị phân hủy. Và có vẻ như còn có nhiều chủng loài của loại virus này nữa. Những triệu chứng tiêu biểu của dịch bệnh này bao gồm chảy máu mắt, mất nước, phát ban, đau dạ dày, xuất hiện ảo giác. Có 3 giai đoạn chính khi nhiễm virus. Nếu người bệnh không được chữa trong vòng 4 ngày thì người nhiễm sẽ bị chết. Và giờ chúng ta sẽ cùng đến với giai đoạn 1. Giai đoạn 1 là khoảng thời gian từ 5 giờ đến 24 giờ sau khi bị nhiễm bệnh. Ở những bộ phận như tay, ngực, đùi và bộ phận sinh dục của bạn sẽ bắt đầu bị phát ban. Hiện tượng chảy máu mắt sẽ bắt đầu xuất hiện và sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Dạ dày sẽ bắt đầu đau và người nhiễm sẽ bắt đầu trở nên cáu kỉnh và lo lắng. Giai đoạn 2 là từ 24 giờ đến 72 giờ sau khi bị nhiễm. Trên khắp người cơ thể của người bệnh sẽ đều bị phát ban và những vết này có thể trở nên cực kỳ cứng. Chúng có thể bị vỡ ra, làm chảy máu và tạo mủ. Lúc này, những vết lở loét bắt đầu xuất hiện ở trên thành dạ dày. Máu sẽ bắt đầu đông lại ở trên mắt, làm suy giảm tầm nhìn. Chứng mất nước cũng bắt đầu xuất hiện, khiến cổ họng của bạn sẽ khô lại. Ảo giác cũng bắt đầu xuất hiện ở giai đoạn thứ 2 này. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn cuối cùng của người bị nhiễm bệnh. 80 giờ sau khi bị nhiễm, các vết phát ban trên khắp cơ thể của người bệnh sẽ bắt đầu bị vỡ ra, làm chảy một lượng máu lớn và tạo ra mùi hôi thối. Mắt cũng bắt đầu bị chảy máu nhiều hơn. Người bị nhiễm bệnh lúc này sẽ mất đi khả năng tiết mồ hôi, nước bọt và dịch não tủy. Vào giai đoạn này thì ảo giác sẽ xuất hiện nhiều hơn. Các mô dạ dày gần như bị tiêu biến hoàn toàn. Thời gian tử vong dường như là sau 90 giờ nhiễm bệnh. Sau đây là những dấu hiệu nhận biết về thực thể số 19, The Disease. Có 2 dấu hiệu để nhận biết về dịch bệnh này. Đó chính là bạn sẽ bắt đầu thấy những cục đỏ bắt đầu nổi lên ở da và kích ứng mắt nghiêm trọng, có thể gây xuất huyết tiền phòng. Xuất huyết tiền phòng là hiện tượng chảy máu ở khoang phía trước của mắt, là khoảng trống giữa giác mạc và mống mắt. Và nếu bạn chưa nhiễm bệnh, hãy tránh xa những nơi ẩm ướt. Mặc dù thực thể này có thể gây chết người, nhưng nó không khiến bạn chắc chắn phải chết. Có thể chữa khỏi dịch bệnh này bằng cách nghỉ ngơi và hãy uống thật nhiều nước vì thực thể này sẽ gây ra chứng mất nước. Khuyến khích là bạn nên uống almond water. Như đã nói ở trên, The Disease không làm bạn chết ngay lập tức. Nếu bạn điều trị bệnh thích hợp thì bạn có thể tránh được những triệu chứng nghiêm trọng của nó. Nếu bạn bị nhiễm thực thể số 19 thì xin hãy tránh xa những người lang thang khác để tránh lây nhiễm. Hãy ở trong một khu vực thoáng mát và khô ráo. Và tất cả những gì bạn cần làm đó chính là nghỉ ngơi và uống nước, hoặc bạn có thể uống almond water để tối đa độ hiệu quả. Khi bị nhiễm bệnh, bạn hãy tránh vận động mạnh hết sức có thể. Bạn phải để cơ thể của bạn nghỉ ngơi như mình đã nói ở trên. Nếu bạn để cơ thể của bạn quá sức thì bạn sẽ chỉ khiến cho bệnh càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn thôi. Trong thời gian nghỉ ngơi, không được thở gấp, hãy thở chậm và ăn một lượng nhỏ thức ăn hoặc nước vào bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, vẫn quan trọng nhất là bạn đừng có gãi hay cậy vào những chỗ phát ban trên người bạn. Nếu bạn bình tĩnh và tỏ ra thoải mái, cơ thể bạn sẽ có thể chống được loại virus này. Sau khi bạn chống được loại virus này, hệ miễn dịch của bạn sẽ trở nên rất yếu vào những ngày sau đó. Thế nhưng bạn vẫn sống sót qua thôi. Hầu hết những người bị nhiễm đã làm theo cách này và sống sót.
họ sẽ dần phát triển được khả năng miễn dịch. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.